Để làm cho phần nước ngâm của 1 kg gân bò, mình đã chuẩn bị đây là sả nè, tỏi, ớt, gừng và riềng. Mỗi một thứ mình chuẩn bị là 40g. 40g là mình nói cho các bạn dễ canh thôi, chứ nó xê xích xíu cũng không sao đâu nha. Và mỗi thứ này mình đều cắt nhỏ ra hết, để một tí vô nữa mình cho vào máy xay á, mình dễ xay hơn. Riêng 40g ớt này mình dùng 30g ớt sừng đỏ, cái loại chỉ thơm mà không có cay, và thêm 10g ớt hiểm là cái loại nó cay. Thì tùy các bạn thích cay nhiều hay cay ít á, thì mình gia giảm cái phần này nha. 10g ớt hiểm cay á, là nãy mình cắt 4 đến 5 trái đó, mình đã cho chung vào đây luôn rồi. Và mình sẽ cho hết tất cả vào máy xay nha. Mình cứ cho vào chung, mình xay một lần luôn, không có cần phải xay riêng gì cả. Các bạn có thể dùng máy này hoặc là cái cối xay tiêu mình xay cũng được. Máy này hơi nhiều nè, nếu cối xay tiêu chắc phải chia ra nhiều lần á. Mình thấy cái nguyên liệu này các bạn nên xay nhuyễn á, thì khi cho vào cái nước ngâm á, nó sẽ ra cái mùi thơm dễ hơn. Mình cho vào hết, em đậy lại mình xay nhuyễn luôn nè. Sau khi xay xong các bạn thấy nó nhuyễn vậy, mình cứ xay cho nó nhuyễn luôn không sao cả. Đây là phần tất cả các nguyên liệu mình đã xay xong nè. Mình để qua một bên, mình đi nấu cái phần nước ngâm. Do nước ngâm này phải nguội mình mới cho vào nên các bạn phải nấu trước nha. Mình cho vào nồi 500ml nước nè. Cái này các bạn dùng nước lọc. 250g đường phèn. 250ml giấm gạo hoặc là giấm nuôi đều được nha. Cho hết vào rồi các bạn nấu lửa trung bình. Mình cứ nấu cho nó tan hết đường là được. Và khi nó sôi và nó tan hết đường á, các bạn giảm lửa nhỏ, mình nấu thêm khoảng 3-4 phút nữa, sau đó mình mới tắt lửa nha. Sau khi được rồi mình tắt lửa. Tắt lửa các bạn đem ra ngoài là mình cho vào đây 80g tương ớt, 80g tương xí muội, 2 muỗng canh nước tương và 250ml nước mắm. Cái này mình dùng nước mắm 40 đầu đàm á. Tiếp tục mình cho hết cái phần nguyên liệu mình đã xay lúc nãy nè. Tỏi, gừng, riềng, sả đó. Mình cho vào trong lúc còn nóng này luôn nha. Khi mình nấu xong vừa tắt lửa là mình cho hết tất cả nguyên liệu này vào liền. Sau đó mình mới để nguội. Vậy là xong phần nước ngâm nè. Mình sẽ để đây cho nó thật nguội luôn. Và trong thời gian này mình đi chuẩn bị đi luộc gân bò. Gân bò này mình chuẩn bị là 1 kg. Cái này mình mua ở chợ người ta đã luộc sơ rồi, nhưng mình phải luộc lại, do cái này nó người ta chỉ luộc sơ thôi, nó cũng còn rất là cứng. Các bạn có thể mua cái gân người ta chưa luộc cũng được, nhưng mà gân này thì mình về mình luộc lại nó nhanh hơn. Bắt một cái nồi nước lên bếp với nhiều nước, các bạn canh lượng nước làm sao mà nó đủ ngập qua phần gân là được. Thêm một muỗng cà phê muối nè. Cho vào giờ một nhánh gừng, các bạn đập dập hoặc là cắt lát cũng được. Và thêm vài cọng sả để cho phần nước nó thơm, để nó khử mùi hôi của gân đó. Mình nấu cho nước này nó vừa sôi tim thôi, các bạn cho hết cái phần gân mình đã chuẩn bị lúc nãy. Gân này mua về các bạn nên rửa sạch lại một lần nha, rồi mình mới cho vào đây mình luộc. Đầu tiên mình cứ mở lửa lớn cho nó nhanh sôi, khi nó sôi rồi mình giảm lửa trung bình thôi. Và mình sẽ luộc đến khi nào mình thử thấy phần gân này nó chín mềm. Nó tùy thời gian người ta đã luộc sẵn bao nhiêu nha. Rồi tùy vào cái miếng gân nữa. Các bạn có thể canh là mình thử. Mình thấy mà nó cái độ mềm mà nó vừa ý là được. Cái này là mình luộc hơn 35 phút nè. Gần 40 phút nè các bạn. Mình thấy nó mềm vừa. Các bạn chỉ cần luộc mềm vừa thôi. Cái này phải còn giữ được độ giòn nó mới ngon. Mình không nên luộc mềm quá nha. Nó vừa chín mềm là được. Khi vớt ra các bạn cho vào thau nước đá lạnh á, để cho nó nhanh nguội cũng như cho gân nó săn lại, nó giữ được độ giòn. Mình vớt ra mình cho hết vào nước lạnh nè. Khoảng 4-5 phút gì đó, các bạn vớt ra ngoài cái rổ thưa á, mình để cho nó thật là ráo nước luôn, rồi mình mới đi cắt và cho nó vào ngâm được nha. Phần gân này mình đã vớt ra và để thật là ráo nước rồi nè. Nếu các bạn gấp làm thì phải dùng khăn giấy mình thấm cho nó ráo hết phần nước mới được nha. Nếu mà nó còn ướt á, mình cho vào ngâm thì phần nước sẽ bị hư đó. Cái này mình để nãy giờ nó đã ráo rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi cắt luôn. Gân sau khi mình đã để ráo nước rồi á, các bạn đem cắt. Mình cắt miếng nhỏ vừa ăn thôi. Gân này thì nó sẽ giòn và nó hơi cứng đó. Nên các bạn cắt miếng hơi mỏng mỏng thôi, mình không nên cắt dày quá nha.
Gân nó cũng có tùy chỗ, có chỗ nó mềm thì các bạn có thể cắt miếng to được, còn mấy cái chỗ mà gân gân cơ giòn như vậy nè thì các bạn phải cắt miếng mỏng vậy nè thì mình mới dễ ăn nha. Và nó cũng dễ thấm nữa. Tiếp tục mình cắt cho hết những phần còn lại nè. Cái hũ để ngâm thì các bạn cũng phải vệ sinh sạch sẽ và mình phơi nắng cho nó khô ráo luôn. Sau đó mình cho hết cái phần gân mình đã cắt nhỏ đó. Mình cho hết vào trong cái hũ này luôn. Một ký gân bò mình dùng cái hũ này nó vừa đầy luôn đó các bạn. Sau khi cho gân vào xong thì mình kiểm tra lại cái phần nước ngâm á, các bạn thấy nó nguội hẳn ra rồi á, mình mới múc mình cho vào nha. Bây giờ khi làm mình nên nấu cái nước này trước, thì khi mà mình sơ chế mình làm gân xong á là cái nước này vừa nguội luôn, không cần phải tốn thời gian chờ. Mình cứ múc cái phần nước ngâm mình cho vào nó ngập qua hết phần gân là được. Các bạn không có nên dìm chặt quá nha. Cái gân này mình ngâm á, mình để 1-2 ngày nó sẽ nở ra nữa đó. Gân nó nở ra mà nó hút bớt phần nước nữa, cho nên các bạn phải làm nó hơi loãng loãng thôi thôi. Nếu mà các bạn làm chặt quá thì mình để 1-2 ngày á là sẽ nó bị hụt cái nước xuống và nó trồi phần gân lên. Do gân này nó cũng hút bớt phần nước ngâm đó, cho nên nước ngâm này mình nấu cũng hơi nhiều đó. Mình cho vào hết, các bạn đậy nắp lại và mình cứ để bên ngoài khoảng 30 phút đến 1 giờ rồi mình mới cho ngăn mát mình cất nha các bạn. Cái này mình thấy nếu gấp á, sau 1 ngày cho ngăn mát 1 ngày là mình có thể thưởng thức được rồi. Nhưng mình thấy qua 2 ngày luôn á thì cái gân nó sẽ thấm ngon hơn nha. Phần gân bò ngâm này mình đã cho ngăn mát mình để được 2 ngày rồi nè. Nó rất là thấm luôn mà màu cũng rất là đẹp nữa. Chứ lượng nguyên liệu làm nước ngâm này á, mình thấy nó thấm và rất là vừa ăn luôn á, không cần chấm gì cả các bạn. Mặn ngọt vừa nè, cay cay và có vị chua nhẹ. Đặc biệt là gân này nó thường hay nặng mùi đó, nhưng mà với cách ngâm này nó rất là thơm luôn. Và gân còn giữ được độ giòn nè. Món ăn này ngày Tết đem ra giải ngán cực kỳ tuyệt vời luôn đó các bạn. Tết này các bạn hãy làm thử món này để mời gia đình và bạn bè cùng thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.